Rồi hôm nay là nhận chiếc xe Jupiter siêu nhân nè. Này giống Gravita luôn, ngồi đi xài chảo. Thì xe trong tình trạng là đề ra khói nè. Rồi ra khói. Rồi mình sẽ xử lý lại bộ bê tông bạc. Với lại cái nồi này thì mình sẽ xử lý lại cái đế nhôm của nồi sau, là nó sẽ bắt lại nha. Rồi. Rồi. Rồi chúng mình sẽ qua quay cái quá trình mà đại tu của nó. Rồi. Rồi sẵn mình làm đầu lòng cho khách thì mình sẽ ri. Mình sẽ làm free, làm miễn phí là xúc bình xăng nha. Không tính tiền xúc bình xăng nữa, thì xúc bình xăng thì cũng phải vài chục ngàn thôi. Khoảng 50 đổ lại thôi. Rồi. Rồi nhìn chung là cái động cơ này nó giống chiếc tàu rút ha. Rồi cái này là cái bộ nồi này là khách bùa ba lá thợ ở đâu là bùa ba lá bố nha. Chứ đúng là hoàn cái nồi này chỉ có hai lá bố thôi. Thì mình sẽ chở về lên nguyên bản hai lá bố, mình sẽ xử lý trong đế nhôm. Bảo đảm với anh em là bắt luôn nha. Đó. Nhớ thì dơ quá, không có chạy nữa. Rồi nhớ mới thay em mà nó dơ quá. Vô hãng thay rồi mà giờ dơ là tức là bê tông bạc không có vấn đề. Rồi sau khi kiểm tra là cái mặt nhôm nó cháy nè. Mặt nhôm cháy nè, mặt nhôm này cháy luôn nè. Rồi cách đi 3-2 lá rưỡi nè. Nửa lá dây nè. Rồi canh như vậy là không bao giờ chạy được. Rồi đây cái mặt này nó dày lắm, mình thay luôn cái mặt này luôn. Rồi mình xử lý lại ha, bảo đảm bốc luôn. Thì nếu mà cái hai cái đế nhôm này mà anh em không mòn á thì mình xử lý lại, thì khoảng xử lý cái cặp đế nhôm này với lại xử lý cái nồi sau này á, nếu mà bố cũ nữa thì mình xử lý khoảng 300 ngàn nha. Rồi. Rồi vậy thôi. Rồi, mình sẽ xử lý. Bị gãy á, thằng lằn à thề. Bị gãy cái thằng lằn trên sinh cam nè, lấy quay nè. Rồi là thạch sùng á, thằng lằn thạch sùng á, gãy mấy đoạn luôn nha, phải thay thôi chứ giờ sao chạy. Rồi bên đây thì thay sinh cam với lại làm nồi xe rời cho ít siêu nhân nha. Rồi đi làm nồi lại luôn. Rồi cơ cấu sinh cam này, thay sinh cam. Rồi giờ lấy ắp nồi ra, có bù lon với lại kiếm miếng la dày, dặn vô cho nó ăn vô ắp tròn. Rồi sau khi dặn con bù lon vô sát ắc cò thì các bạn dặn con tán đi xuống, tự động nó lôi cò lên. Nhớ là không có cần lấy hết ắc cò ra đâu, là chỉ cần lấy được cái con cò ra thôi. Rồi xe này nó bị hư ở cần tân cam luôn rồi, thay thôi. Ông Sáu có bị hư không nha. Dạ, bà đạn cam thì lỏng rồi, thay luôn rồi. Rồi. Giờ mình vô mình xấy xúc bắp. Mình sẽ tiến hành mình xấy xúc bắp. Tiến hành mình xấy xúc bắp nha. Rồi. Cái cây xấy xúc bắp chuyên dụng. Rồi, ché két. Ché két. Két xấy. Rồi vô ít thôi ha. Rồi.
Chưa biết. Xe này thì xài body chân ngắn nha. Rồi. Xe Gravita đó. Rồi sau khi làm nồi xong, đi sinh cam xong. Rồi rồi. Rồi cần số thì anh em chỉnh sao là nó nhích nhích nha, được nè. Lên tới tới lui giờ phải có nhích. Chỉnh mà đè vô là nó cứ ngắt vậy luôn, là vừa đụng vô là cứ ngắt luôn, là nó cứ ngắt. Có nghĩa là bị sốt bố. Rồi nè, nắm cái núm này là đè đè nè, cái núm này là đè đè nó phải có hơi độ 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 nhích nè. Nói mà nó đè luôn cái ti qua là cứ ngắt này nghe. Rồi bây giờ là giờ mình dặm cắt amia ra để mình chế nhớt vô bố để nó cháy bố nha. À, rồi em cắt amia rồi quay đi, quay đi. Rồi quay. Đó các bạn. Ừ, rồi nó hở bố ra mình cho nhớt vô nè. Để nó cháy bố ạ. Rồi. Ok. Rồi ok, rồi. Rồi sau một là hồi lần quần nhìn gái rồi nó thì anh ấy đã ráp xong cái nồi rồi. Xăng vô. Có động lực lắm. Rồi. Rồi ráp mấy này vô nó là xong rồi. Rồi mình đập đốt nồi vô mình chế nhớt. Rồi cái này là mình đã xử lý nồi xong rồi ha. Rồi, xử lý cái nồi xong rồi. Tiền này mình thay luôn cái lọc nhớt, lọc giấy nó luôn. Rồi. Nồi cũng gần xong rồi. Quay S110 thì mình thay bố lá nha. Rồi, thay bố hãng. Rồi ở đây sình bùn rất là nhiều nè anh em. Rất là ghê luôn. Làm thoải mái không phải đơn giản chút nào hết đâu. Phải bảo hành xì nhớt của nó nó đó đó. Thì xe này là nhớt xịn nè, thay nhớt xịn nè, anh em biết rồi là lốc đồ nè. Mình quẹt sơn cái là nó hơi đóng một lớp vàng nè, như cách cho anh nồi đóng một lớp vàng rất là nhẹ. Cái đó là bảo vệ lốc vô vậy. Còn nhớt dởm là nó cháy bố nồi rồi, rồi nó đen thui lùi à. Anh em nhớ nha. Thay cần tăng cam, sinh cam. Rồi mặt đạn cam đó nha, đang đụng. Tiện đây mình nói luôn nha, anh em nào mà Sirius FB nó cũng giống mới này thôi, nó xài lò xo thôi. Thì anh em nào mà có lỡ lên con tay rồi đó, cái dòng Yamaha như Sirius mình thân con là Sirius FI hoặc là ẹt tự động mà bị cháy bố xuống liên hệ mình sẽ xử lý cái đường nhớt lại nha. Rồi ha, mình xử lý đường bơm nhớt lại cho anh em là khỏi cháy bố nữa. Rồi anh em nào nó không cháy bố là nó dốc nha. Rồi sau khi mà kiểm tra xong rồi thì mình thấy cái này nó có hàng ở dưới rồi đó. Hàng cái ti đẩy tăng cam rồi, là có nghĩa là mình mới phát hiện ra được là cái thằng lằn mà đỡ sinh cam ở trên này là nó bị gãy là do là sinh cam dùng quá nên mình quyết định là thay sinh cam luôn. Rồi rồi xe này mà muốn kiểm tra nhớt lên hay không á, các bạn nhớ ngay chỗ ốc cổ bô nè, cổ bô lên là nó có một con ốc nè, các bạn tháo con ốc này ra, nổ máy tháo ra, nếu mà nhớt xịt lên nó có nghĩa là bơm nhớt có bơm lên đầu bò. Rồi thì thằng này thì nó là nó có bộ xử lý khí thải đây nè. Thì cái bộ xử lý khí thải là có một cái đường ống vô bô, thì ở đây là nó đã bắt vô bô luôn rồi, cho nên là nó chỉ có hai ống thôi. Một ống này là lấy khí trời vô, một ống này là vô cái co xăng, vô co hút của co xăng bình xăng con vậy thôi. Rồi nè, rồi mình sẽ chỉ các bạn kiểm tra cái độ chân vít sức bắp coi nó còn bót hay không. Các bạn bít cái đầu nè, các bạn bít một cái đầu này nè, bít đầu chân vít bên này, bên mình để sức bắp, một lấy đầu gấu tay bít kính nè, các bạn kéo cái sức bắp lên, kéo lên, nếu mà nó kêu cái bóc một cái là tốt, đó tốt rồi đó. Rồi rồi sau khi làm nồi xong, đi sinh cam xong, rồi rồi, của xong được rồi. À, thì sau khi chờ nổ máy chiếc Sirius thì mình làm phuộc nha. Đây là dụng cụ chuyên dùng để tháo phe phuộc nè anh em. Rồi vô đi, cảnh dài đè xuống nha anh em. Rồi một người làm luôn nha. Đấy. Đó đè xuống rồi, đơn giản rồi, đừng có quơ quá anh. À, mới quậy nha. Rồi đó lại thì phải phe đó. Đó, lấy phe phuộc ra. Rất là ok. Rồi, ok, nhả ra cho rất. Rồi vậy thôi. Đó anh em, thấy không? Rồi. Xong thì mình đài thử ha, rồi cần kiểm tra bơm nhớt lên nha. Rồi lên. Đó anh em coi nó nhớt mà nó văng lên đây là đúng rồi. Khoan nha.
rồi rồi đó, rồi 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 anh em có thể kiểm tra con ống 10 dưới đây nè. Rồi, ống 10 dưới ngay chỗ bô đó không, đó ngay chỗ cái đũa đầu ra đó, nếu mà vớt nó có văng ra là đúng đó, đó đó đó. Rồi ok, rồi tắt máy nha anh em. Rồi như vậy là cái quá trình mà làm đồi với lại đầu lồng đã xong rồi. Anh em có gì xuống tiệm mình để ủng hộ nha anh em, nhớ đăng ký đó, mình đem ra mấy mình tung lên mấy clip để cho anh em tham khảo ha. Nè, ở đây là ngõ ba Nhân Đức nè, ngõ ba đó là cái đường quẹo lên là quẹo quẹo phải là đi vô chợ Nhân Đức đó. Từ ở trên kia xuống thì đụng cái ngõ ba ngay chỗ cái bảng đó, đi xuống mình khoảng 50 mét nữa. Thấy không? Rồi, cảm ơn anh em nhiều.